Kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Minh Phát. Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi bản tin cập nhật giá vàng cuối ngày hôm nay, thứ hai, ngày 13 tháng 9 năm 2021. Minh Phát cảm ơn các bạn rất nhiều. Các bạn thân mến, vàng thế giới hiện đang ở quanh mức 1789,74 đô la Mỹ. Trong phiên, vàng thế giới đã tăng khoảng 2,2 đô la với tỷ lệ 0,12%. Mức giao dịch thấp nhất trong ngày hôm nay 1783 đô la Mỹ và cao nhất là 1793 đô la Mỹ một ounce. Tiền điện tử Bitcoin hiện đang ở quanh mức 44.583 đô la Mỹ, trong phiên đã giảm 3,11%. Chỉ số USD Index, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác, hiện đang ở mức 92,752 điểm, tăng 0,12% trong phiên. Bên cạnh đó, lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Mỹ hiện đứng tại ngưỡng 1,336% một năm. Tiếp theo, mời các bạn hãy cùng Minh Phát cập nhật giá vàng trong nước nhé. Giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh mua vào 56.600.000 đồng một lượng, bán ra 57.300.000 đồng một lượng, giá không thay đổi so với phiên liền trước. Vàng SJC tại Hà Nội mua vào 56.600.000 đồng một lượng, bán ra 57.320.000 đồng một lượng, giá cũng không thay đổi so với phiên liền trước đó. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán của vàng SJC là 700.000 đồng một lượng. Vàng Doji tại thành phố Hồ Chí Minh mua vào 56.600.000 đồng một lượng, bán ra 57.890.000 đồng một lượng. Vàng Doji tại Hà Nội mua vào 56.600.000 đồng một lượng, bán ra 57.700.000 đồng một lượng, giảm 50.000 đồng một lượng ở chiều bán và giữ nguyên chiều mua. Biên độ chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán của vàng Doji từ 1.100.000 cho đến 1.290.000 đồng một lượng. Vàng PNG tại thành phố Hồ Chí Minh mua vào 56.800.000 đồng một lượng, bán ra 57.600.000 đồng một lượng. Vàng PNG tại Hà Nội mua vào 56.800.000 đồng một lượng, bán ra 57.750.000 đồng một lượng. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán của vàng PNG từ 800 cho đến 950.000 đồng một lượng. Giá vàng SJC ở các tổ chức lớn và một số ngân hàng. Tại Phú Quý, SJC mua vào 56.650.000 đồng một lượng, bán ra 57.650.000 đồng một lượng. Tại Bảo Tín, Minh Châu mua vào 56.900.000 đồng một lượng, bán ra 57.520.000 đồng một lượng. Tại Mi Hồng, SJC mua vào 56.950.000 đồng một lượng, bán ra 57.250.000 đồng một lượng. Tại ngân hàng Eximbank mua vào 56.750.000 đồng một lượng, bán ra 57.300.000 đồng một lượng, giảm 150.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Tại ngân hàng ACB mua vào 56.600.000 đồng một lượng, bán ra 57.200.000 đồng một lượng, tăng 50.000 đồng một lượng cả hai chiều mua bán. Tại ngân hàng SCB mua vào 56.800.000 đồng một lượng, bán ra 57.300.000 đồng một lượng, tăng 150.000 đồng một lượng cả chiều mua và 50.000 đồng một lượng cả chiều bán. Tại ngân hàng TB Bank Gold mua vào 56.600.000 đồng một lượng, bán ra 57.700.000 đồng một lượng, giảm 50.000 đồng một lượng ở chiều bán và giữ nguyên chiều mua. Giá vàng SJC chi nhánh ở các tỉnh thành không có sự thay đổi ở cả chiều mua và chiều bán và vẫn giữ nguyên giá ở phiên liền trước. Theo đó, ở chiều mua hiện đang niêm yết mức giá từ 56.570.000 đồng một lượng đến 56.620.000 đồng một lượng. Còn ở chiều bán có mức giá niêm yết từ 57.300.000 đồng một lượng đến 57.350.000 đồng một lượng. Giá vàng bốt số 9, vàng nữ trang SJC. Nhẫn bốt số 9 loại từ 1 đến 5 chỉ mua vào 50.650.000 đồng một lượng, bán ra 51.550.000 đồng một lượng. Vàng nữ trang bốt số 9 mua vào 50.250.000 đồng một lượng, bán ra 51.250.000 đồng một lượng. Vàng nữ trang 24K mua vào 49.443.000 đồng một lượng, bán ra 50.743.000 đồng một lượng. Vàng nữ trang 18K
mua vào 36.591.000 đồng lượng, bán ra 38.591.000 đồng lượng. Vàng nữ trang 14K mua vào 28.032.000 đồng lượng, bán ra 30.032.000 đồng lượng. Vàng nữ trang loại 10K mua vào 19.523.000 đồng lượng, bán ra 21.523.000 đồng lượng. Các bạn thân mến, trong phiên giao dịch thứ hai đầu tuần ngày 13 tháng 9, thị trường vàng đang gặp khó khăn khi đồng đô la Mỹ tiếp tục lên giá so với đồng tiền chính. Tuần trước, giá vàng đã sụt mất khoảng 2,1% khi đồng đô la Mỹ lên giá, dù thông tin lạm phát giá sản xuất của Mỹ ở mức kỷ lục. Sang phiên hôm nay, áp lực tăng từ đồng đô la tiếp tục khiến cho vàng gặp khó khăn tại mốc 1.800 đô la Mỹ, dù lãi suất trái phiếu chính phủ của Mỹ có phần hạ nhiệt. Một thông tin không mấy ủng hộ vàng là cuối tuần trước, Chủ tịch Fed tại Loretta bày tỏ kỳ vọng Fed bắt đầu giảm bớt việc mua tài sản trong năm nay. Phát biểu của bà khá tương đồng với nhiều quan chức của Fed về kế hoạch bắt đầu cắt giảm hỗ trợ kinh tế, dù tăng trưởng việc làm yếu hơn trong tháng 8. Dữ liệu từ Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Kỳ hạn của Hoa Kỳ cho thấy, các nhà đầu tư đã cắt giảm 15.324 hợp đồng mua dòng vàng kỳ hạn trên sàn COMEX xuống còn 83.540 hợp đồng trong tuần kết thúc vào ngày 7 tháng 9 vừa qua. Theo các nhà phân tích, kim loại quý sẽ tiếp tục mắc kẹt trong phạm vi giá hiện tại khi nhà đầu tư chờ đợi các dữ liệu vĩ mô quan trọng của Mỹ, bao gồm báo cáo chỉ số giá tiêu dùng CPI và doanh số bán lẻ. Các nhà đầu tư khả năng cao sẽ chưa có nhiều hành động lớn trong phiên hôm nay bởi sự do dự trước số liệu quan trọng, lạm phát của Mỹ vào ngày mai. Xa hơn, số liệu doanh số bán lẻ hàng tháng của Mỹ cũng là một nhân tố mang tính động lực của thị trường. Hiện tại, giới thương nhân khá lo lắng về biến thể Delta, khiến dịch bệnh COVID-19 trở nên khó kiểm soát. Đồng thời, lo ngại sự suy thoái kinh tế toàn cầu do tác động của đại dịch đã khiến cho nhà đầu tư cân nhắc nhiều hơn về các quyết định trong tương lai. Thì nghĩ vào phiên Mỹ tối nay theo giờ Việt Nam, khả năng thị trường sẽ có ít biến động. Nên ngày mai, thứ ba ngày 14 tháng 9, giá vàng SJC trong nước cũng sẽ biến động theo xu hướng đi ngang. Rồi, bản tin cập nhật giá vàng cuối ngày hôm nay, thứ hai ngày 13 tháng 9 năm 2021 trên kênh của Minh Phát cũng xin được khép lại. Minh Phát cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này. Chúc các bạn buổi tối sức khỏe, tràn ngập niềm vui bên người thân và gia đình. Nếu như các bạn cho rằng đây là thông tin hữu ích, các bạn đừng quên nhấn giúp Minh Phát một like, bấm đăng ký kênh và nhấn chuông để cập nhật những video mới nhất nhé. Xin trân trọng cảm ơn. Và bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo.